Đây giờ là 8 giờ 42 phút ngày 18 tháng 1 năm 21. Đó, hiện giờ là nhìn trên cái biểu đồ này nè, M15, thì anh em có thể nhìn thấy được nó lên hay là nó xuống không? Trên cái M15 này nhìn có thể thấy nè. Nó lên, có thể là nó lên không có quá cao, nhưng mà tạm thời là nó sẽ phải có một cái đường dứt dắt lên tạo đỉnh. Trên H1 mà phải chờ tới 10 giờ hai cái nến nữa thì nó mới rõ hơn. H4 này cũng vậy, bóng này bên sàn này phải chờ tới 11 giờ, bên này thì chờ tới 10 giờ thì sẽ rõ.